Xin chào các bạn. Thì trong cái thế giới cây cảnh này á, thì họ sen đá này thì rất là đa dạng và độc đáo về chủng loại và hình thức màu sắc hơn với tất cả các loại. Thì với hình dạng mà chúng mang lại những cây cảnh thì cái cây sen đá này còn có những cái tên rất là sạc mùi tiền, thật phải nói là sạc mùi tiền, gửi gắm cho mình nhiều tài lộc cho con người ạ. Thì dưới đây thì sẽ là một loại sen đá. Đây là một loại sen đá mà không chỉ xinh đẹp mà nó còn có cái tên và hình thức hút tiền và chiêu lộc. Tượng trưng cho của cải và tiền lộc. Hy vọng thì hy vọng là chúng ta sẽ mang lại phú quý và tiền bạc cho bạn và trồng khi trồng vài chậu cây như thế này trong nhà. Đó. Cái chậu cây sen đá mình đang cầm có tên là sen đá chuỗi tiền, mọi người thấy không ạ? Nó là từ các chuỗi như thế này, cái từng chuỗi như thế này, và cái trên đầu của nó giống như là cái đồng tiền vàng, thỏi vàng ngày xưa ấy. Ở trong phim cổ trang thì vẫn có cái thỏi vàng, thỏi bạc ấy, là giống như cái thỏi đấy đúng không mọi người? Đúng không? Mọi người xem kỹ đúng không ạ? Đây, dạ. Thì cái sen đá chuỗi tiền này với cái tên khoa học là Glasura perforata, là một loại cây mọng nước và rất là đẹp. Như mọi người thấy đây ạ, mọng nước và rất là đẹp đúng không ạ? Thì cái thân rễ và lá của nó thì được kết nối với nhau với những đồng xu cổ của ngày xưa ấy, đồng xu, đồng tiền, thỏi vàng, bạc ấy mọi người. Đấy, rất là thú vị. Và tuy nhiên thì một số tâm hồn ăn uống thì nhìn cây cảnh này giống như là xiên thịt, thịt xiên nướng ấy mọi người. Rất là đẹp, nhìn đa dạng. Nó rất là nu mềm mại ấy mọi người. Nu mềm mại lắm, nhìn rất là đẹp, rất là thích. Thì với cái nét đẹp nổi bật, độc đáo như vậy á, cái sen đá này là chuỗi tiền, sen đá chuỗi tiền này được nhiều người ưa chuộng và làm mua về để làm quà tặng này, trang trí trong nhà, để bàn này, để trong bàn làm việc, văn phòng, và có thể để ở phòng khách trong nhà mình đó mọi người. Trưng sen đá này biểu tượng cho cái sự bình yên, giúp xua đuổi những cái xua tan những cái lo toan của mình và cái muộn phiền trong cuộc sống. Ngoài ra thì sen đá chuỗi tiền này còn giúp cho mình mang lại cái sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Và khi mà mình trưng cái cây sen đá chuỗi tiền này ở trong nhà nhá mọi người, thì với những chiếc lá mộng nước và xếp lớp giống như kiểu là chuỗi tiền cổ như thế này, thì màu của nó thì có một màu xanh xám đến xanh, và khi nhiều nắng thì có thể chuyển sang màu hồng tươi rất là đẹp, màu trắng, màu xanh xanh như này, xong rồi để cái đỉnh của nó, cái hoa của nó là hoa màu hồng, hoa tiền màu hồng đó, rất là đẹp mọi người ạ. Thì nhìn từ xa như thế này thì cái sen đá này giống như một cái xiên thịt, trông như là như miếng thịt tươi ngon, kiểu xiên thịt nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Đó thì được sắp xếp gọn gàng trên những que xiên độc đáo, bảo sao những cái tâm hồn ăn uống lại nhìn thấy cái không nhìn thấy
ra là cây cảnh mà giống như là chiên thịt đó. Nhìn rất là đẹp, mềm mại, uống nung luôn. Đó mọi người. Đấy, mọi người chỉ cần lắc 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 nhẹ một cái là ôi rồi nó tung bay nhảy múa lắm. Đẹp. À, thì cái cây cảnh này rất là tinh xảo và đáng yêu như thế này á, màu sắc thì tươi tắn và chịu và nhìn rất là dễ chịu, thoải mái đúng không? Đúng ạ. Vậy thì cái giá trị của nó là kiểu trang trí này, trang gì nhỉ? Có giá trị trang trí rất là cao và ý nghĩa của chuối tiền có ý nghĩa là sự giàu có đang đang đến. Điều này thì khiến cho cái cây cảnh ngày càng được ưu thích. Mình nghĩ là mỗi gia đình nên sở hữu một cái chậu cây chuỗi đồng tiền như thế này. Vì là cây cảnh này nên là cái cây này mọng nước nên nó cũng có một số đặc điểm của cây mọng nước như là chịu hạn này, ưa nắng này và ưa thông thoáng, không thích đọng nước và không thích nhiệt độ cao. Ngoại trừ duy trì bán ở trong môi trường râm thì trong thời gian nhiệt độ cao vào mùa hè ấy, cây cảnh này có thể trồng ở dưới ánh nắng mặt trời đầy đủ vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Bạn không cần phải cái cây sen đá đồng tiền này thì bạn không cần phải các bạn không cần phải tưới nhiều nước, không cần phải tưới nhiều nước nhá, không không cần phải tưới thường xuyên cả, miễn là khô ráo và rồi tưới một lượng nước vừa đủ là được thôi. Mình không phải tưới nước tại vì cái sen đá này nó không ưa ẩm cho mọi người. Với cây sen đá này thì phù hợp trồng đất cát tơi tơi xốp và thoáng khí, màu mỡ. Cái sen đá sen đá chuối tiền này rất là xinh nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì mọi người hãy liên hệ dưới dưới tay 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 trái này của mình đó, bên này thì mọi người có thể liên hệ theo số điện thoại hotline 0855 299 198 hoặc là có thể kết bạn Facebook Zalo với mình. Zalo là cây đời, sau cây đời showroom cây đời nha mọi người. Thì mọi người có thể đến đến tại cửa hàng trực tiếp của mình luôn, đó là cửa hàng 39 cây đời ở tại 39 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nha mọi người, đối diện với Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch luôn. Mọi người hãy nhanh tay đến để dinh em nó về nha, kẻo hết nha, nhanh tay mọi người.